đến với lễ hội giải vật cổ truyền của bố đại hội chúng tôi, các đô chỉ cần thi đấu hay, thi đấu đẹp, thi đấu công hiến thì sẽ có những đoá hoa tươi thắm của ban tổ chức cũng như khán giả mến mộ sẽ sẵn lòng tài trợ cũng như là tặng cho các quý đô. Vì vậy các quý đô hãy thi đấu nhiệt tình. Nhắc cô Vũ Xanh thế là không quay lưng vào đường nhé. Hai đồ bắt tay, hai đồ chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Chiều nay sẽ diễn ra đúng 14 giờ sẽ diễn ra tất cả những keo giải nhất, nhì, ba, giải hết tài cũng như các giải nữ trong buổi chiều ngày hôm nay. Nào, con nhân lên cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho đô ngồi hòa nào. Đô ngồi hòa đã từng vô địch quốc gia ở hạng cân 55kg và dân tộc quốc gia. Rồi, bằng một tiếng đánh giật một đòn gẩy chân đã đánh nổi hai chân của đô Nguyễn Thế Duyệt ở Gia Lâm lên khỏi mặt thảm. Như vậy, ban tổ chức chúng tôi công bố kết quả giải vật vừa qua, đô Ngô Hữu Hòa đến từ Từ Sơn toàn thắng ở đèo thường số 3. Mời ban tổ chức lên trao đèo thường cho đô Phạm Văn Tiệp đến từ Bắc Ninh nhất thắng, và đô Nguyễn Phương Việt đến từ Hà Nội xin đeo 12 đô vào giữa sân. Hai đô nghe hiệu lệnh trong tay chống xe lại.
trận đấu bắt đầu. Vâng, quý vị khán giả đang theo dõi kèo vật ở đầu lồng nhất, kèo vật thứ hai của đầu lồng nhất, đồ Phạm Anh Kiệt bố đỏ đang nhất tặng, và có đồ Nguyễn Công Việt đến từ Hà Nội xin kèo. Các đồ muốn ở các giải nhất kỳ 3 thì sẽ phải trải qua các kèo vật lèo thường cũng như là các kèo vật ở đầu lèo nhất. Sau khi toàn thắng ở các đầu lèo nhất nhì ba thì tự có quyền lên gặp ban tổ chức để giữ giải nhất nhì ba. Hai đô tiếp tục. Hãy đồ tiếp tục. Vâng, hôm nay thì với lễ hội khu phố đa hội, chúng tôi đã mời đến đây rất là nhiều những kênh truyền thông để livestream trực tiếp cho lễ hội vật truyền thống của khu phố đa hội. Hiện tại đang được livestream trên tất cả các nền tảng của mạng xã hội YouTube, TikTok rồi Facebook, nên là hiện tại các đồ vật đang được truyền hình trực tiếp trên rất nhiều nền tảng. Vì vậy các đồ đang được rất nhiều khán giả xem. Vì vậy các đồ phải tôn trọng khán giả, tôn trọng ban tổ chức. Vì vậy các đồ phải thi đấu công hiến lên, thi đấu nhiệt tình, quyết liệt để công hiến những trận đấu hay, những trận đấu đẹp để dành tặng cho khán giả, không những là khán giả ở khu phố đa hội chúng tôi mà còn khách thập phương cũng như toàn bộ những khán giả đang theo dõi trực tuyến trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Nếu các đồ vật mà thi đấu không nhiệt tình, không quyết liệt, mắc hoặc chúng tôi sẽ hủy cái vật đấy. Đến với khu phố đa hội chúng tôi thì các đô chỉ cần thi đấu hay, thi đấu đẹp, thi đấu công hiến thì không thiếu những đóa hoa tươi thắm, những đóa hoa đồng tiền để dành tặng cho các đô. Chỉ cần các đô thi đấu hay, thi đấu quyết liệt thôi. Chiều nay đúng 14 giờ ban tổ chức tôi sẽ cho diễn ra tất cả những kèo vật tranh giải nhất nhì ba và giải tài, và đặc biệt là những giải vật nữ. Hôm nay ban tổ chức chúng tôi sẽ mời đến rất nhiều những đồ vật nữ xinh đẹp mà lại vật hay để phục vụ bà con nhân dân khu phố đa hội chúng ta. Chiều nay nếu thanh niên làng nào từ 60kg đổ xuống mà có nguyện vọng thi đấu với các đồ vật nữ chuyên nghiệp thì ban tổ chức chúng tôi sẽ tổ chức cho các đồ thi đấu trong buổi chiều ngày hôm nay những kèo vật nam nữ trong buổi chiều ngày hôm nay. Kèo vật này là đô kèo vật lèo thường của đô Tạ Văn Hùng đến từ Hà Nam, đã có người xin theo, mời hai đô chuẩn bị trang phục lên sân. Hai đô tiếp tục. Sau trận đấu ở đầu lèo nhất, mời hai đô Tạ Văn Hùng nhất thắng ở lèo số 4 và Nguyễn Đăng Sang của Hà Tây dừng. Nhắc các đô là túm khố 3 chứ không được túm cái đuôi khố. Nhắc rồi là túm đuôi khố là kéo là hỏng hết ống chén của đối thủ nhá. Hai đô tiếp tục. Chỉ cần các đô thi đấu quyết liệt, nhiệt tình, công hiến lên, ban tổ chức chúng tôi đang rất nhiều những hoa tươi thắm để trên bàn đây, nhưng mà chưa thấy đô nào xứng đáng. Có ăn ngồi đấy chả nhắc nữa mà hiểu gì cả. Chỉ cần các đô thi đấu công hiến xứng đáng thì ban tổ chức chúng tôi sẽ không tiếc những đô hoa tươi thắm để dành tặng cho các đô đâu. Vì vậy các đô hãy cố gắng lên, thi đấu công hiến lên,
nhiệt tình lên. Không được cầm đuôi cổ, cầm ở tay. Ừ. Trên đây nó lại nói ngược đuôi cổ mà ná đây. Rồi, ngoài mất rồi. Một đòn ngóc của đồ Phạm Anh Tiệp rất hay, nhưng mà lại ngoài mất. Ban chủ nói sai này nên người ta cười. Vâng, chúng ta đang theo dõi kêu vật ở đầu lèo nhất. Đồ Phạm Anh Tiệp cố đỏ đang nhất tặng. Và đồ Nguyễn Công Việt đến từ Hà Nội xin theo. Cái đấy kéo cố ba còn sang bộ hồng tiến. Hiện tại ở đầu lèo 2, đồ Nguyễn Văn Thức đến từ Bắc Giang. Ngoài mất rồi, hai đồ vào giữa sân. Hai đồ tiếp tục. Hai đồ thì ông quyết định đây. Ôi, ngoài rồi. Hai đồ tiếp tục vào giữa giới để đi đâu giữa khu vực giữa giới. Rồi đúng rồi, trọng tài chỉnh lại trang phục cho đồ vô danh. Như vậy là bằng một tiếng đánh của đô Phạm Anh Tiệp đã đánh nổi hai chân của đô vô danh của giới rồi. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả kéo vật vừa qua. Đô Phạm Anh Tiệp ở Bắc Ninh đã